trang chủ. Làm gì vậy? Làm gì? Không phận sự miễn bàn. Không phận sự á? Ai? Ta hả? Nương tử. Làm gì vậy? Nương tử, nàng nói cho hai tên khốn này biết ta là ai đi. Đó là tướng công chưa bái đường của ta. Đừng làm khó dễ nữa. Dạ. Xin bái kiến trang chủ tướng công. Tướng công của trang chủ. Ngốc thế hả? Ta có biệt hiệu đàng hoàng. Ta là Oải Cước Hồ Phương Anh, hảo hán của Lương Sơn. Ai muốn làm tướng công của trang chủ chứ? Ngươi không muốn làm tướng công của trang chủ thì chuyện hôn sự ngày mai khỏi tiến hành nữa. Nương tử, nương tử, ta chỉ đùa với bọn chúng thôi. Vậy mà nàng tưởng thật sao? Gọi đi, gọi đi. Gọi trang chủ tướng công đi. Trang chủ tướng công. Kẻ nào không gọi, ta cắt lưỡi kẻ đó. Gọi đi. Trang chủ tướng công, to hơn. Trang chủ tướng công. Nương tử, nàng nghe thấy chưa? Tướng công, chàng qua đây ngồi đi. Trang chủ, xin hỏi vị này là... Vị này hả? Chàng là hảo hán của Lương Sơn, Oải Cước Hồ Vương Anh. Kể từ hôm nay, chàng sẽ trở thành trang chủ của Hồ Gia Trang này. Tham kiến tân trang chủ. Bẩm trang chủ, ngày trước phía đông Gia Trang có mười mấy hộ bị cháy, bị thiêu rụi, có nên đền bù không? Xin trang chủ định đoạt. Đền, đền hết. Đây là tướng công chưa bái đường của ta. Cứ làm theo ý của chàng, cho xây lại hết đi. Tiểu nhân xin thay mặt các hộ đó đa tạ trang chủ. Cũng xin đa tạ trang chủ tướng công. Nghĩ lại, Oải Cước Hồ Vương Anh ta đây trước kia cũng gọi là trại chủ của Thanh Phong trại. Sau khi lên Lương Sơn cũng là một hảo hán, đội trời đạp đất, tự nhiên chạy đến đây làm trang chủ tướng công, rơi vào tình trạng như thế này. Đánh cũng không đánh lại nàng. Ta đường đường là một nam nhi, thân cao năm thước, vậy mà phải nhìn mặt nữ nhi để sống qua ngày. Thật là làm nhục tổ tiên của ta. Không được, ta phải lập ra gia pháp mới mới được. Hôm nay thì chưa, làm sao được đây? Người xưa nói đúng lắm. Dạy vợ phải dạy từ thuở bơ vơ mới về. Lúc động phòng ta phải chuốc say nàng.
rồi đánh cho một trận. Chỉ đánh vào mông, không đánh vào mặt. Cái mặt phải để ngắm hàng ngày. Nếu lập được uy phong, lập ra được gia pháp, coi như cũng tạo được chí khí cho Lương Sơn hảo hán. Trang chủ tướng công, mời dùng trà. Dùng trà? Ai muốn dùng trà? Kẻ nào muốn uống trà hả? Ngày đại hỷ, không uống mấy chén rượu, uống trà thì còn gì là không khí náo nhiệt nữa. Đưa nương tử của ta đến đây, ta phải uống rượu với nàng. Tân cô gia, làm gì có chuyện lúc động phòng không dở khăn trùm đầu của nương tử ra mà là uống rượu trước? Ta nói ngươi, nếu tướng công đã nói như vậy thì cứ đưa ta qua đó. Nương tử, nếu muốn uống thì phải uống bằng bát lớn. Hai chúng ta đều là người luyện võ, nói nhiều cũng đâu ích gì. Chúng ta uống rượu. Đây, ta rót đầy rồi đấy. Ta cạn trước để kính nàng. Nếu tướng công đã nói như vậy thì thiếp sẽ uống với trà. Tiểu thư, cạn. Làm ra vẻ ta đây, ta không đánh lại nàng. Chẳng lẽ uống rượu cũng không thắng được nàng sao? Đợi nàng uống say, ta sẽ cho nàng biết trang chủ của Hổ Gia Trang này là ai. Này, rót cho ta chén trà. Tân cô gia, mời dùng trà. Ai bảo ngươi rót trà? Không có phép tắc gì hết. Ta muốn nương tử của ta rót trà cho ta. Tân cô gia, nếu như tiểu thư của chúng tôi không đếm xỉa tới ngài thì ngài tính sao đấy? Cởi áo ra cho ta. Không không, ta nói là y phục của ta. Người đang nghĩ gì vậy? Sao hả? Sao hả? Đây đâu phải đi trận. Ngài mặc áo giáp vào động phòng làm gì vậy? Người biết gì mà nói? Cái này gọi là phòng xa vẫn hơn, đề phòng bất chắc. Đề phòng á? Động phòng thì có gì mà đề phòng chứ?
Ngươi đi đi, ngươi mặc kệ ta đề phòng ai. Đi đi, mang gia pháp đến đây cho ta. Gia pháp mà ngài nói là cây gậy. Đi đi, lấy đại cây gậy nào cũng được. Gậy à? Ngài định đánh ai vậy? Ta sẽ đánh cô ấy. Nô tỳ không đi. Làm gì có ai lúc động phòng lại đánh tân nương tử? Có lấy không? Nếu không đi ta sẽ đánh người đấy. Chẳng phải chẳng muốn gia pháp sao? Gia pháp ở đây này. Nàng, để ta dùng gia pháp. Ngươi tránh ra cho ta. Đợi đã, đợi đã. Đứng dậy cho ta. Đợi đã. Đợi đã, khoan đã. Nàng uống quá say rồi. Ta uống gì mà say? Từ nhỏ ta đã uống rượu thay sữa. Lúc lên năm đã uống rượu nếp để giải thoát. Đồ ghê gớm. Nằm mơ giữa ban ngày hả? Nói đi. Ngươi định lấy gia pháp ta để làm gì? Xin tha mạng. Nói đi cái tên vô dụng này. Nói. Ta nói. Nhưng ta không thể nói chuyện này trước mặt của người khác. Tiểu thư, tân cô gia, hai người nghỉ sớm đi. Nô tỳ xin cáo lui. Nói. Nương tử. Đừng mà. Nương tử. Dạo trước ở Thanh Phong trại, ta là một trại chủ. Sau này lên Lương Sơn lại là một thủ lĩnh. Tự nhiên giờ đến Hổ Gia Trang, họ đều gọi ta là trang chủ tướng công. Ta không thích làm trang chủ tướng công. Ta muốn làm trang chủ của họ. Ta nói cho người biết, trang chủ của Hổ Gia Trang chỉ có người họ Hổ mới làm được. Người không được làm. Ta cũng đã ở rể rồi, tại sao ta không thể làm? Nương tử, có chuyện này chắc nàng vẫn chưa biết. Nàng thử nghĩ xem, lẽ ra hai chúng ta có thể thành thân ở Lương Sơn đại trại. Nhưng tại sao ca ca lại bảo ta theo nàng về đây làm lễ thành thân ở Hổ Gia Trang này? Ca ca nghĩ thế này này. Dù gì nàng cũng là phận nữ nhi yếu đuối. Cho dù võ công cao cỡ nào, nhưng một thời gian nữa cũng khó khiến cho người khác nể phục. Nàng nghĩ đi, một thời gian nữa, nếu không có ai phản nàng thì không sao. Lỡ có kẻ nào đến vay lương thực, đến vay ngân lượng thì sao? Lỡ như, tóm lại là có rất nhiều cái lỡ như. Nhưng sợ nhất là nàng bị lỡ đấy. Nếu có ta thì khác, bọn chúng dù muốn dù không thì cũng phải vuốt mặt nể mũi. Sau lưng ta là các huynh đệ của Lương Sơn, có đúng không? Đến lúc đó, Lương Sơn, Hổ Gia Trang sẽ có mối quan hệ thế nào? Chỉ có ta thôi. Nếu đổi lại người khác, làm gì có ai chịu được tính khí của nàng? Không chịu được hả? Vậy ngươi có thể đi. Ta không đi. Ta sẽ không đi đâu hết. Ta đã phải lòng nàng thì cả đời sẽ yêu thương nàng. Ta muốn thành thân với nàng. Thật đấy. Muốn ta đi cũng được. Nào, đưa ta một con dao. Dù có cho ngươi một con dao thì ngươi có thể làm gì được ta? Nương tử, nàng nghĩ Oải Cước Hổ Vương anh ta là loại người gì vậy?
Làm sao ta nỡ động dao động thương với nàng? Con dao này ta chuẩn bị cho chính mình. Ngươi, ngươi đi đâu vậy? Tìm một nơi để tự kết liễu. Ngươi chốt cửa lại đi. Nương tử, ta đang đứng bên ngoài, làm sao chốt cửa giúp nàng được? Ngươi không biết bước vào rồi chốt cửa lại sao? Chốt rồi, chốt rồi. Đâu có ai phạt ngươi, còn đứng đó làm gì? Ngươi không thấy căn phòng này sáng quá sao? Sáng, sáng quá. Nương tử, sao vậy? Không ngờ cái giường của nàng khó tìm như vậy. Lô đô đầu, Lô đô đầu, xin chào. Lê đô đầu, Lý Đô Thảo, nào, nào, chờ, đây, nào, nào, cầm lấy, ăn đi. Lôi đôi đầu, lê và quýt tươi lắm, ngài dùng thử đi. Ông chỉ buôn bán nhỏ, ta đâu có thể lấy như vậy được. Tiểu nhân làm sao dám lấy tiền của lôi đôi đầu? Cầm lấy, không nhận tiền là không xong với ta đâu. Đa tạ lôi đôi đầu, số tiền thừa cho ông đi uống rượu. Đa tạ, đa tạ. Bánh bao đây, bánh bao nóng mới ra lò đây. Tiểu nhị, đang làm gì vậy? Lôi đôi đầu về lúc nào thế? Mới về thôi. Ngươi không có gì làm nên ra ngoài đi dạo hả? Ở nhà mãi cũng chán, ra ngoài để chơi cho đỡ buồn. Lôi đô đầu vẫn chưa biết có một tuyệt sắc mới đến bản huyện hay không. Tuyệt sắc gì? Hai hôm trước có một đào hát từ Đông Kinh đến, tên là Bạch Tú Anh. Cô nương ấy quả thật là sắc nghệ song tuyệt. Ông bầu gánh hát đó cũng là người biết điều, vừa đến vận thành là đến thăm viếng đô đầu ngay. Nhưng đúng lúc đô đầu ra ngoài công cán không gặp được. Giờ Bạch Tú Anh ngày nào cũng biểu diễn tại Câu Lan. Đô đầu có muốn đi xem không? Nghe người nói có vẻ là tuyệt phẩm. Được thôi, dù gì hôm nay ta cũng rảnh, để ta đi xem với ngươi. Được được, mời. Các ngươi tuần tra xong thì giải tán được rồi. Tiểu nhị, ngươi dẫn đường, ta đi cùng với ngươi. Lôi đôi đầu, mời. Lê Đô Thọ, Lê Đô Thọ, Lê Đô. Đô đầu, tiểu nhân đói bụng, xin phép ra ngoài ăn một chút gì rồi quay lại xem tiếp với ngài. Được, đi đi. Hảo, hảo khẩu chỉ.
Các vị quan khách, Lão Hán là người Đông Kinh, tên là Bạch Ngọc Kiều, nay đã già yếu, chỉ nhờ con gái là Bạch Tú Anh ca hát đánh đàn để đổi lấy bữa cơm. Hai cha con chúng tôi đi khắp thiên hạ phục vụ các vị quan khách. Chim mới kêu vang, chim cũ buồn. Dê già gầy yếu bén dê non, đời người khổ nhất nghề sinh nhai. Hay, ngâm hay lắm. Chuyện kể về nàng ca kỹ xứ Lô Châu Tô Tiểu Khanh và thư sinh phải lòng nhau. Dám đâu khoe khéo khoe tài, cũng mong nhờ lượng các ngài thông minh. Con gái, chúng ta hát đoạn này trước. Xuống dưới đi một vòng, các vị quan khách đang chờ để thưởng cho con đấy. Vâng thưa cha. Mau đến chỗ lợi. Tay nâng đến nơi, tất là phát đạt. Các vị quan khách, tay đưa đến trước mặt, đừng để tiểu nữ về tay không. Đa tạ các vị. Đại quan, hôm nay ra đường chỉ mang theo một ít ngân lượng, lúc nãy trên đường đã dùng hết rồi, hiện giờ trong người không còn đồng nào, ngày mai ta mang ngân lượng đến thưởng cho cô nương được không? Thưa ngài, tiền đầu bất lợi, sau còn mong chi? Nếu hôm nay ngài đã ngồi ở trên, thì lẽ ra phải làm gương cho người khác noi theo mới phải. Không phải ta tiếc số ngân lượng đó, chỉ là hôm nay ta quên mang theo thôi. Nếu ngài đã có ý đến đây nghe hát, sao lại quên mang theo ngân lượng? Rõ ràng là ngài đang thoái thác thôi. Vậy đi, ngày mai ta lại đến, thưởng cho cô nương 3 lượng bạc gì đó. Tiếc là hôm nay thật sự trên người không có ngân lượng. Quan nhân, hôm nay không mang theo một đồng nào, còn nói gì đến 3 lượng. Ngài ở đây khua môi múa mép, nói hết lời này tới lời kia, chẳng phải cũng vô ích sao? Con gái, cũng tại con không có mắt, không phân biệt được người trong thành hay người nhà quê. Còn đứng đó đợi gì nữa? Mau đi tìm các vị khách biết điều để cho người ta nói theo. Ý ngươi nói ta không biết điều, không hiểu chuyện à? Nếu ngươi hiểu được quy tắc chốn này, thì e là lúc đó trên đầu con chó cũng sẽ mọc sừng. Lão già này, ông dám mắng ta sao? Mắng ngươi à? Ta mắng ngươi đấy. Thì đã sao nào? Nói ít thôi, đó là Lô Đô đầu của bản huyện. Lô đầu gì chứ? Hắn là tên quê mùa thì có. Xuống đây. Ta mắng hắn thì đã sao? Xuống đây. Cha có sao không? Đô đầu, ngài làm vậy. Lão già này không biết phải trái. Đây là Lô Đô đầu của bản huyện, sao các người dám gây sự? Lô Đô đầu, ngài bớt giận đi. Ông ấy có mắt mà không thấy Thái Sơn. Phải, có mắt mà không biết Thái Sơn. Cha có sao không? Hôm nay nể mặt các vị ở đây,
tạm thời tha cho ngươi. Xin ngài tha cho. Về nhà lấy chỉ khâu cái miệng của ngươi lại. Phải phải, khâu lại khâu lại. Tiểu nhân không dám mắng người nữa đâu. Lô đô đầu. Cha có sao không? Ai bảo chứ, tự chuốc họa vào thân còn kêu gì. Lôi đô đầu, vũ đô đầu gì chứ. Ngươi dám chọc tức ta sao? Đừng nói nữa, còn chưa biết ai hơn ai đâu. Ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Tú Anh, có chuyện gì gấp hay sao mà lại chạy đến đây vậy? Chẳng lẽ đại nhân nghĩ ở đây nói chuyện không tiện, muốn Tú Anh đến nha huyện nội đường đàm đạo? Được thôi, chắc chi huyện phu nhân chưa biết tiểu nữ và đại nhân đã có quan hệ với nhau ở Đông Kinh từ lâu. Dù gì thì cũng là người quen cũ. Theo đúng lễ nghĩa thì lẽ ra tiểu nữ phải đến bái kiến phu nhân lâu rồi. Tú Anh, nàng làm vậy là sao? Nàng làm như vậy chẳng khác nào làm khó bản huyện. Sợ bị làm khó, sao ngài còn không mau vào đây nói chuyện đi. Đại nhân triệu tập bọn tiểu nhân gấp như vậy, không biết chi huyện đã xảy ra chuyện gì. Bản huyện mới đến vận thành, ghét nhất là công sai, ỷ thế, ức hiếp người. Ta muốn chỉnh đốn lại nha nội để đem lại một luồng sinh khí mới. Bản huyện nghe nói đô đầu Lôi Hoành sáng nay gây chuyện ở Câu Lan, đánh thương người ta, phá tan Câu Lan. Các người mau chóng bắt hắn, mang về đây quy án, đánh tại công đường, đeo gông vào cổ, áp giải ra ngoài, thị chúng. Đại nhân, không phải tiểu nhân muốn kháng lệnh, chỉ là Lôi đô đầu trước giờ kính trọng người già, chưa từng ức hiếp ai cả. Hay là đại nhân nghe lời đồn không đúng sự thật? Ta có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Không biết nhân chứng ở đâu, vật chứng ở đâu ạ? Tiểu nữ chính là nhân chứng. Vết thương trên mặt của phụ thân tiểu nữ chính là vật chứng. Tiểu nữ cũng mang cả cáo trạng đến, tố cáo Lôi Hoành ỷ thế ức hiếp dân. Mong chi huyện đại nhân lấy lại công bằng cho tiểu nữ. Mong chi huyện đại nhân lấy lại công bằng cho tiểu nữ. Từ khi ngươi lại đến Yên Thành sau, cái trên trên hạ hạ đả điểm. Từ lúc nàng đến vận thành, ta đã bỏ ra không ít để lo lót cho quan trên lính dưới đấy. Tú Anh biết đại nhân yêu thương Tú Anh, nhưng đại nhân cũng mới đến vận thành nhậm chức không lâu, lạ nước lạ cái. Nhiều người thấy ngài nhân hậu nên lén ức hiếp Tú Anh, cố ý làm giảm uy phong của ngài đấy. Kẻ nào dám to gan làm như vậy? Chính là đô đầu trong nha huyện của ngài, Lôi Hoành. Lôi Hoành à? Tên Lôi Hoành đó không nói đến câu thứ hai, vừa đến là đánh ngay. Đánh đến mức cha tiểu nữ rụng hết cả răng, mặt sưng lên. Tiểu nữ đã cầu xin hắn, nói là hãy nể mặt chi huyện đại nhân mà tha cho chúng tôi. Nhưng ngài biết hắn nói thế nào không? Hắn nói tên chi huyện đại nhân đó vừa mới đến nhậm chức, chẳng làm được trò chống gì đâu. Lôi Hoành ta ở huyện Vận Thành, nói một là một, hai là hai. Nếu dám động đến ta, ngay cả thiên vương ta cũng không nể mặt đâu. Cái gì? Đại nhân, to gan. Tên Lôi Hoành đó tuy là một đầu đà, nhưng hắn cũng phải biết đang ở chỗ người khác, không thể không cúi đầu. Tuy hắn là một đô đầu, nhưng sáng tối vẫn nghe theo lệnh của ta mà làm việc. Vậy đi, nàng nhanh chóng nhờ người viết cáo trạng dâng lên đây. Ta sẽ cho người đi bắt hắn, giam vào đại lao, để hắn chịu khổ mấy ngày, xem hắn còn dám khúng hách như vậy nữa không. Sao hả?
你们看看，các người xem đi, có còn gì để bào chữa nữa không? Các người mau chóng đi bắt Lôi Hoành, đưa về Nha Huyện để hắn chịu hình phạt. Tuân lệnh. Giờ phải tính sao đây? Phải đấy, chúng ta đều là nhai xa. Luận chức vị thì Lôi Đô Đầu lớn hơn chúng ta. Mọi người nói đi, chúng ta làm sao đi bắt ông ấy được? Nhưng giờ nếu chúng ta không đi bắt ông ấy, chẳng khác nào kháng lệnh tri huyện đại nhân. Nếu cứ để tri huyện đại nhân biết được thì chúng ta làm sao gánh nổi trách nhiệm đây? Tiếc là hôm nay Chu Đô Đầu không có ở đây, không có ai cho chúng ta bàn bạc. Quả thật hết cách rồi. Chúng ta chỉ còn cách đi tìm Lôi Đô Đầu nói chuyện, bảo ông ấy nhẫn nhịn một chút, làm tri huyện đại nhân vui lòng là xong. Ta thấy cũng chỉ còn cách này. Phải đấy, đi thôi. Bản huyện đã phái người đi bắt Lôi Hoành, sao nàng còn buồn thế? Đại nhân, nếu ngài không trừng trị nghiêm minh tên Lôi Hoành này, thì hai cha con Tú Anh còn mặt mũi nào ở lại huyện Vận Thành này nữa? Đại nhân, ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho Tú Anh, phạt tên Lôi Hoành đó đeo gông, đưa đến trước cửa Câu Lan thị chúng. Chuyện này thì để ta suy nghĩ lại đã. Đại nhân còn suy nghĩ gì nữa? Thân thể và tính mạng của tiểu nhân đều là của đại nhân rồi. Nếu đại nhân không giúp tiểu nữ chút được nỗi giận này, thì Tú Anh... Tú Anh sẽ chết cho ngài xem. Nàng định làm gì vậy? Bảo bối của ta, yên tâm đi. Chuyện gì ta cũng nghe theo nàng là được chứ gì. Được chưa? Đại nhân. Chuyện là như vậy đấy. Tri huyện đại nhân nổi giận Lôi Đình, phái chúng tôi đến đây đưa Đô Đầu về quy án. Chúng tôi cũng biết làm vậy là thiệt thòi cho Đô Đầu. Nhưng nếu Đô Đầu không đi với chúng tôi thì chúng tôi không biết ăn nói sao với tri huyện đại nhân. Cũng tại ta nhiều chuyện, vô duyên vô cớ đưa Đô Đầu đến Câu Lan, giờ gây ra cái họa này. Người là do ta đánh, họa là do ta gây ra. Ngươi đừng tự trách mình nữa. Chư vị huynh đệ, ta hiểu ý các huynh đệ rồi. Tri huyện đại nhân muốn ra mặt cho cô ta. Nếu như ta không tuân lệnh phục pháp, thì cô ta sẽ không nguôi giận đâu. Sớm muộn gì cũng lại đổ lên đầu ta thôi. Thôi được, ta sẽ theo các người đến đó. Đô Đầu là một người thấu tình đạt lý. Ngài yên tâm, huynh đệ chúng tôi sẽ nương tay. Ngài cứ theo chúng tôi về đó, làm cho có lệ, chịu thiệt thòi một đêm. Ngài cứ theo chúng tôi về đó, làm cho có lệ, chịu thiệt thòi một đêm. Ả đảo đó chút giận xong, chắc tri huyện đại nhân cũng không làm khó ngài nữa đâu. Phải, cứ làm vậy đi. Tiểu nhị, phiền ngươi đến nhà nói với mẹ ta một tiếng. Cứ nói là mấy ngày nay ta có việc ở Nha Huyện, không thể về nhà được. Mẹ ta tuổi đã cao, đừng để bà biết chuyện. Nếu không, bà lại lo lắng. Xin Đô Đầu cứ yên tâm. Tiểu nhân biết ngài là một người con có hiếu. Những lời truyền đạt đó cứ giao cho tiểu nhân là được. Còng tay ta lại đi. Làm vậy, Lôi Đô Đầu đang đùa với chúng tôi sao? Chúng tôi làm sao dám còng tay ngài chứ? Cứ phải làm theo phép tắc. Đại nhân, đã đánh xong rồi. Áp giải Lôi Hoành vào đại lao trước. Sáng sớm ngày mai, đeo gông vào, áp giải tới trước cửa Câu Lan thị chúng 3 ngày.
大人，đại nhân, tuy Lô Đô Đầu làm sai, nhưng cũng đã phải chịu phạt nặng rồi. Việc đeo gông thủy chung, nếu có thể miễn được thì miễn đi được không? Không được. Hắn là Đô Đầu, tự nhiên đi đánh lương dân, phải phạt nặng mới được, nếu không dân chúng sẽ phẫn nộ. Ý bản huyện đã quyết, các ngươi đừng cầu xin cho hắn nữa. Đại nhân, Lô Đô Đầu là Đô Đầu của Nha huyện, có thể miễn chuyện đeo gông đi thị chúng, vì Đô Đầu và cũng vì thể diện của Nha huyện nữa. Đại nhân, ngài suy nghĩ cho kỹ đi. Mấy tên quan sai các người ngày thường ức hiếp dân lành, lần này lại đứng ra bao che cho nhau. Tên Lôi Hoành này đã cho các người cái gì? Các ngươi về cùng phe với nhau phải không? Ta nói cho các ngươi biết, nếu hôm nay các ngươi không làm theo ý đại nhân, thì ta sẽ nộp cáo trạng lên Nha Châu tố cáo các ngươi, để các ngươi mất việc luôn. Sáng sớm ngày mai, đeo gông cho Lôi Hoành rồi đưa ra đường thị chúng. Rõ. Bà xem, người đeo gông kia có phải là Lô Đô Đầu không? Bà không biết gì sao? Biết gì? Nghe nói Lô Đô Đầu chọc giận ả đào của tri huyện đại nhân, nghe nói bị đánh bằng gậy lớn. Bà xem, giờ lại bị giải đến trước cửa Câu Lan thị chúng trước bản dân thiên hạ. Trời ơi, sao lại gây ra họa lớn như vậy? Giờ phải làm sao đây? Không được, phải đi nói cho Lôi đại nương biết mới được. Chẳng phải vị này là Lôi Đô Đầu sao? Người đó có phải Lôi Đô Đầu không? Phải phải, oan ức thật. Nhìn kìa, chính là cô ta đấy. Người ta nói phượng hoàng và thất thế còn không bằng con gà. Ngươi dám ức hiếp ta, ta sẽ khiến ngươi làm con gà ở huyện Vận Thành này suốt đời. Tiểu ca, phiền huynh đến gánh rượu đằng kia mua giúp ta một chén rượu nếp được không? Người ả đàn bà thối tha kia. Phải, bây giờ ta sẽ quản lý Đô Đầu nhà ngươi. Ngươi là tên không biết điều. Ai cho phép ngươi mang đồ ăn thức uống đến cho hắn? Hiện giờ hắn là phạm nhân, lẽ nào giữa ngươi và hắn có gì với nhau? Ngươi muốn trả tự do cho hắn phải không? Tri huyện đại nhân bảo ngươi đeo gông rồi đưa hắn ra ngoài này, vậy mà ngươi lại làm người tốt à? Ta nói cho ngươi biết, lát nữa nếu ta nói chuyện này cho tri huyện đại nhân biết, xem ông ấy sẽ xử lý ngươi ra sao. Xin cô nương đừng tức giận, tiểu nhân không dám giúp hắn nữa đâu. Hắn khát cũng được, nói cũng được, tiểu nhân sẽ không cho hắn ăn uống gì nữa đâu. Làm vậy mới phải. Ngươi tử tế, ta sẽ thưởng ngân lượng cho ngươi. Khát nước phải không? Nhịn đi. Hôm nay ngươi bị đeo gông trước mặt ta, khát không được uống, đói cũng không được ăn. Ta muốn ngươi phải chịu đau đớn như vậy để nếm mùi lợi hại của ta. Sau này phải nể mặt ta một chút. Ông chủ quán, mang cho ta một bình trà hoa mai. Xin mời dùng. Khách quý, mời vào trong. Bà nhìn đi, ở bên kia kìa, con trai của ta. Con ơi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cái tên nha dịch này. Mẹ,
ngươi cũng giống con ta, cùng làm quan sai trong nha huyện. Sao ngươi làm khổ nó như vậy? Ngươi có dám chắc sau này mình không bao giờ gặp phải chuyện như vậy không? Lôi đại nương, lỡ ngươi phạm sai lầm, ngươi có để cho người ta đối xử với ngươi như vậy không? Lôi đại nương xin bớt giận. Lôi đại nương, Lôi đô đầu phạm sai lầm cũng có khuyên cháu nương tay một chút. Ngờ đâu cô ta cứ ở đây canh chừng, không chịu tha cho huynh ấy một giây phút nào. Bọn cháu cũng đâu còn cách nào khác. Càn khôn rộng lớn mà. Mẹ, có ai nhìn thấy nguyên cáo đích thân giám sát bị cáo không? Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Sao nha dịch không ai dám lên tiếng vậy? Lôi đại nương, còn lẽ trời không? Còn vương pháp không? Lôi đại nương, đừng như vậy mà. Ả đàn bà đó và Chi huyện đại nhân có gian tình với nhau. Ả ta chỉ cần kề sát tai Chi huyện nói một câu thì tiền đồ của bọn cháu coi như tiêu tan. Ta không cần biết nó có gian tình với ai. Con tiện nhân không biết trời cao đất dày là gì, ỷ thế người khác kia. Cái thứ chuyên ức hiếp người khác ta không quan tâm. Mẹ đừng như vậy mà. Ta phải tháo cái gông này ra. Lôi đại nương, làm như vậy không được đâu. Lôi đại nương, bà già chết tiệt, đứng dậy cho ta. Cái miệng sơ bẩn này, bà đang mắng ai vậy hả? Ta mắng kẻ bị ngàn người cưỡi, vạn người đạp như ngươi đấy. Mẹ! Ngươi nghĩ ngươi là gì của Chi huyện Vận Thành hả? Chỉ có ngươi dám làm chuyện đê tiện như vậy thôi. Nếu đổi lại người khác thì đã xấu hổ chết rồi. Mẹ bớt giận, bà dám chửi mắng ta à? Ta đánh chết bà. Dám đánh mẹ ta à? Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ không sao. À, họ Bạch kia chết rồi. Sao lại chết? À, chết rồi. Có người chết, mau báo quan. Chết là đáng, đáng đời. Lôi Hoành to gan, không coi quốc pháp ra gì, cố tình làm hại tính mạng người khác. Theo luật là phải xử trảm, nhưng mạng người quan trọng, bản huyện cần phải trình báo lên châu phủ. Giờ bắt Lôi Hoành nhốt vào đại lao, 60 ngày sau áp giải đến tế châu phủ nghe phán xử. Huynh đệ, ca ca, huynh về rồi sao? Ta mới đi khỏi mấy ngày, sao đệ lại ra nông nỗi này? Đều là số phận cả. Ca ca, nếu đệ có mệnh hệ gì, xin ca ca giúp đệ chăm sóc mẫu thân đệ, giúp đệ nuôi dưỡng và tận hiếu với mẫu thân đệ. Chuyện này đệ không cần lo lắng. Lúc nào ta cũng xem mẫu thân đệ giống như mẫu thân của mình. Mấy hôm trước ta có đến thăm bà. Bà ở nhà một mình khóc đến sưng cả mắt. Bà nói lúc còn trẻ đã ở quá, giờ đã hơn 60, chỉ trông chờ vào đứa con trai này thôi. Không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Cũng là tại Lôi Hoành bất hiếu, khiến mẫu thân ngày đêm lo lắng. Đệ ăn một chút gì trước đi. Ta cũng đã gửi gắm bọn cai ngục chăm sóc cho đệ. Vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đi Tế Châu. Ca ca, có phải Chi huyện phái huynh áp giải đệ tới nha môn ở Tế Châu không? Phải. Như vậy cũng tốt. Trên đường đi có ca ca làm bạn, trò chuyện vui vẻ cho tới quỷ môn quan. Như vậy cũng không thấy buồn. Nào, cạn đi.
吃好了您。哎呀，那您慢走啊，慢走。这酒酿的不错。Loại rượu này ngon lắm, uống nhiều một chút. Lát nữa đi đường xa mệt, Tiểu Nhị cho thêm hai đĩa thịt bò nữa, có ngay. Nhị vị cũng biết, tình cảm giữa ta và Lôi Đô Đầu rất tốt. Nhìn thấy đệ ấy như vậy, ta không muốn ăn uống gì nữa. Ca ca, huynh đừng lo nghĩ nhiều quá. Sau này huynh đệ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Huynh uống rượu đi. Được. Nào, ăn đi. Ta cũng chỉ than phiền vài câu thôi. Các người ăn đi, ta đi ra nhà xí. Lôi Hoành, đệ không đi giải quyết sao? Lát nữa còn phải đi một đoạn xa lắm đấy, lại mất công làm phiền nhị vị huynh đệ đây. Đi thôi, nhị vị cứ ăn nhé, ta và Lôi Hoành đi ra nhà xí một lúc. Được. Ca ca. Ca ca. Huynh làm gì vậy? Đừng nói nhiều nữa. Huyền đệ mau quay về vận thành đón lão nương xong, rời khỏi trốn thị phi này, tìm một nơi yên tĩnh để ẩn cư tránh nạn đi. Ca ca, đệ bị giải đến Nha Môn Tế Châu, chắc gì bị phán tội chết. Nếu giờ ca ca thả đệ đi, chẳng phải huynh sẽ bị liên lụy sao? Hiền đệ không biết đó thôi. Mấy ngày trước ta có dò la được tin nên mới biết chuyện. Nghe nói Chi huyện mới đến, đang oán hận vì đệ hạ chết người đàn bà của hắn, nên đã tuyên án tử hình đệ rồi. Giờ át giải đệ lên Nha Châu, nhất định sẽ xử tội chết để đền mạng cho cô ta. Hiền đệ, đừng lo lắng cho ta. Ta thả đệ đi, tội không nặng đến mức phải chết. Huống hồ ta không có thê tử, cũng không còn cha mẹ, nên không sợ bị liên lụy. Lấy hết gia tài để bồi thường cũng được. Đệ không cần phải lo lắng cho ta. Mau chạy đi. Có lẽ sau này huynh đệ chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau. Mau đi đi. Ca ca, ơn cứu mạng này, ngày sau Lôi Hoành sẽ báo đáp. Huynh đệ, ta và đệ tình thân mấy lâu, còn nói tới chuyện báo đáp gì nữa. Mau chạy đi. Chạy đi. Chạy mau đi. Người đâu? Người đâu? Phạm nhân bỏ trốn rồi. Chu Đồng to gan, bản huyện giao cho ngươi trọng trách áp giải phạm nhân, vậy mà ngươi cố tình thả cho hắn chạy thoát. Đại nhân bớt giận. Không phải tiểu nhân cố ý cho phạm nhân bỏ trốn, chỉ là phạm nhân thừa lúc tiểu nhân không chú ý, đột ngột ra tay đánh tiểu nhân bị thương. Nếu đại nhân không tin, có thể xem vết thương trên đầu của tiểu nhân đây. Chu Đồng, ngươi đừng giả vờ đóng kịch nữa. Cả cái huyện Vận Thành này có ai không biết tình thân giữa ngươi và phạm nhân Lôi Hoành như thế nào? Hắn bỏ trốn từ trong tay ngươi, chuyện này dù vô ý cũng thành cố ý, bản huyện không thể tha cho ngươi được. Xin Chi huyện đại nhân bớt giận. Áp giải phạm nhân vốn là một công việc rất cực khổ, đường núi hiểm trở, nhất thời thất thủ để phạm nhân trốn thoát cũng là chuyện khó tránh. Chu Đô Đầu làm việc ở bản huyện đã nhiều năm, lúc nào cũng tận tụy hết lòng, lần này chỉ là vô ý để phạm nhân chạy thoát thôi. Mong đại nhân xử nhẹ tay. Mong đại nhân xử nhẹ tay cho. Đại nhân, rõ ràng là hắn cố tình thả cho Lôi Hoành chạy thoát. Xương cốt con gái hạ dân còn chưa lạnh, vậy mà hung thủ lại ở ngoài vòng pháp luật. Không ai đền mạng cho con gái hạ dân. Đại nhân, mong đại nhân minh xét. Mong đại nhân trả lại sự công bằng cho hạ dân. Là do tiểu nhân nhất thời sơ suất nên mới để phạm nhân trốn thoát. Tiểu nhân cam tâm chịu phạt. Chu Đồng, chuyện đã lỡ, bản huyện cũng không làm khó dễ ngươi nữa.
giờ ta phạt ngươi mất chức, cho đẩy đến Thương Châu. Đại nhân! Đại人, 大人, 退堂, 白 đường! 大人, Nghe nói ngươi tự ý thả phạm nhân Lôi Hoành nên bị đẩy đến đây. Có thật như vậy không? Tiểu nhân nào dám tự ý thả phạm nhân, chỉ là nhất thời sơ ý để hắn trốn thoát thôi. Nếu là nhất thời sơ ý, thì cho người đuổi theo, bắt phạm nhân về là được, đâu cần phải xử phạt nặng như vậy. Là do nguyên cáo tố cáo tiểu nhân cố ý thả người, chi huyện đại nhân cũng không còn cách nào khác, cho nên mới xử hơi nặng vậy. Ta thấy ngươi mặt mũi sáng sủa, đàng hoàng, cử chỉ bất phàm, ăn nói lễ phép, cũng có chút phong thái hơn người, là một nhân tài. Thôi thì không giam ngươi vào lao thành nữa, giữ lại bên cạnh để giúp đỡ bản phủ. Đa tạ tri phủ đại nhân đề bạt. Nhớ ta rồi phải không? Thúc thúc dâu dài ơi, đưa cháu ra chợ chơi đi. Được rồi, được rồi. Thằng bé đòi ngươi đưa nó ra chơi đấy. Tiểu nha nội, cậu muốn đi xem thả đèn, Chu Đồng đưa cậu đi xem nhé. Thích quá. Xem thả đèn xong nhớ về sớm. Ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn, tối nay về dùng bữa. Dạ, đại nhân phu nhân, chúng tôi đi đây. Thả đèn kìa, đẹp quá. Cậu thấy đèn đó đẹp không? Cậu nhìn xem, trong chóng kìa. Chúng ta qua bên đấy xem đi. Mua một con đi. Con này bao nhiêu tiền vậy? 3 đồng một con. Tiểu nha nội này, xuống đi. Để ta chỉ cho cậu. Đây là mắt hổ, đầu hổ. Còn đây mông hổ này. Ca ca, sao lại là đệ? Ca ca, nói chuyện một chút được không? Tiểu nha nội, chúng ta qua bên kia đi. Tiểu nha nội, ta đi mua kẹo cho cậu rồi về ngay. Cậu đứng ở đây đừng chạy lung tung nhé. Lôi Hoành, đa tạ huynh trưởng cứu mạng. Ôi ya, huynh đệ, Lôi Hoành xin đa tạ ơn cứu mạng của huynh trưởng. Huynh đệ, đệ làm gì vậy? Mau đứng lên đi, không cần làm vậy đâu. Sao đệ đến đây? Sau khi tiểu đệ được huynh trưởng giải cứu, liền quay về đón lão nương lên Thủy Bạc Lương Sơn, nương nhờ công minh ca ca. Công minh ca ca nói với đệ, năm xưa lúc huynh ấy gặp nạn cũng nhờ ca ca ra tay cứu giúp. Tiểu cái ca ca và các huynh đệ trong sơn trại đều vô cùng cảm phục tinh thần trượng nghĩa của huynh trưởng. Hôm trước nghe nói huynh trưởng bị xử, phải đẩy đến Thương Châu, nên công minh ca ca cố tình phái đệ và quân sư xuống núi thăm ca ca đấy. Ngô Hiền huynh cũng đến rồi sao? Dạ phải. Huynh ấy đang ở đâu? Ngô Dụng đây. Hiền huynh.
山寨中头领朱huynh特让吴用和两兄弟下山。诸位兄弟领ở sơn trại cố tình bảo Ngô Dụng và Lôi Hoành huynh đệ xuống núi mời Chu huynh lên Lương Sơn vì đại nghĩa. Xin tiên sinh đừng nhắc chuyện đó nữa. Lôi Hoành huynh đệ phạm phải tử tội, tên tri huyện đó cố tình muốn xử đệ ấy tội chết nên mới ra tay cứu. Đệ ấy không còn trốn nương thân, lên sơn trại cũng là một con đường sống. Xin cho Chu Đồng nói thẳng, tiên sinh đừng trách. Tuy Chu Đồng bị đẩy đến đây, nhưng nếu ông trời thương xót thì chỉ ở đây nửa năm đến một năm gì đó thôi, rồi trở về quê nhà làm một dân lành là xong. Bản tính thanh bạch là do cha mẹ ban tạo, nếu như không đến bước đường cùng thì sao có thể từ bỏ được chứ. Xin hai người đừng nhắc đến chuyện lên núi vì đại nghĩa nữa. Ý tốt của hai người ta đã nhận, hai người hãy mau chóng quay về sơn trại đi. Huynh trưởng vì đệ mà bị kẹt nơi này, làm hạ nhân suốt ngày phải nghe lệnh của người ta, đây đâu phải việc của nam tử hán đại trượng phu. Không phải tiểu đệ cố tình muốn làm khó huynh trưởng, mà hiện giờ trên sơn trại Công Minh ca ca và Tiểu Thiên Vương đều ngưỡng mộ huynh trưởng từ lâu, mong huynh trưởng đừng do dự nữa. Lôi Hoành, hôm đó ta thả cho đệ đi là vì đệ có tấm lòng hiếu thảo với mẫu thân. Sao giờ đệ lại lôi kéo ta vào cuộc làm những chuyện bất nghĩa như vậy? Đâu phải thế. Nếu Chu huynh không muốn lên núi thì chúng ta cũng đừng ép huynh ấy nữa. Tiên sinh giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến chư vị thủ lĩnh, ý tốt của mọi người Chu Đồng đã nhận. Cáo từ. Ca ca. Tiên sinh, sao ngài lại để huynh trưởng đi như vậy? Yên tâm, nhất định huynh ấy sẽ quay trở lại. Tiểu ca, huynh có thấy đứa bé lúc nãy đứng ở đây không? Đứa bé hả? Có thấy, nhưng hình như bị một tên hắc đại hán bắt đi rồi. Hắc đại hán chết rồi. Tiểu nha nội, tiểu nha nội, sao vậy? Có chuyện gì thế? Chu huynh quay trở lại đây làm gì vậy? Các người biết rồi còn hỏi. Các người giấu tiểu nha nội ở đâu rồi? Tiểu nha nội. Huynh trưởng đừng quá lo lắng, chắc người huynh đệ đi cùng với chúng tôi đã dẫn tiểu nha nội đi rồi. Chắc họ biết huynh không chịu theo chúng tôi lên núi nên mới cố tình đưa tiểu nha nội đi, làm huynh trưởng lo lắng một chút thôi. Mọi người đùa như vậy là hơi quá rồi. Mọi người có biết tiểu nha nội là con trai độc nhất của tri phủ đại nhân, là bảo bối của nhà họ không? Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, cả nhà tri phủ không sống nổi đâu. Vị huynh đệ đó đâu rồi? Ca ca, huynh đừng nôn nóng, để đệ đưa huynh đi tìm tiểu nha nội. Nhanh lên. Thúc thúc dâu dài, đó có phải là huynh đệ của đệ không? Thúc thúc dâu dài. Hắc Toàn Phong, Hắc Toàn Phong à? Có phải chính là tên Hắc Toàn Phong Lý Quỳ giết người vô độ ở Giang Châu không? Phải, sao vậy? Không xong rồi. Đó là một tên ma đầu giết người không chớp mắt. Tiểu nha nội lọt vào tay hắn quả thật là hung nhiều hơn cát. Hắc Toàn Phong, ngươi đứng lại cho ta. Thả ta ra. Tên kia, đứng lại. Đừng khóc nữa, nếu còn khóc ta sẽ ăn thịt người đấy. Đứng lại. Lý Quỳ, mau thả tiểu nha nội xuống. Bái kiến tiết cấp ca ca, vì Lý Quỳ đang bế tiểu nha nội nên không hành lễ được. Đừng nói nhiều nữa, mau trả thằng bé lại cho ta. Xin Chu ca ca đừng tức giận, chỉ cần huynh đồng ý theo Thiết Ngưu lên núi, sau này chúng ta sẽ cùng uống rượu bằng bát lớn, ăn miếng thịt to sướng không? Lúc đó ta sẽ trả thằng bé lại cho huynh. Đừng nói nhiều nữa. Ah!
还我孩子！trả đứa bé cho ta. Bù hoàn. Không trả. Chuyện này đâu có thể trách ta được. Ngươi đã giết chết tiểu nha nội, ta sẽ liều mạng với ngươi. Chuyện này đâu thể trách Thiết Ngưu ta được. Không trách ngươi thì trách ai? Tên đen thui này, con quỷ này. Vì muốn tránh đòn nên ta mới lỡ tay hại chết tiểu nha nội. Đâu có thể trách ta được. Ta giết chết ngươi. Chuyện này đâu phải tại ta. Chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Đừng đuổi theo nữa. Ta đền lễ cho huynh là được chứ gì. Muốn đền thì lấy cái mạng của ngươi mà đền. Lý Quỳ, đứng lại cho ta. Mệt chết đi được. Lý Quỳ. Lý Quỳ, mau ra đây. Lưới trời lồng lộng, sao lại chứa chấp hung thủ giết người? Lẽ nào đây chính là xào huyệt của bọn sơn tặc, là nơi mua bán của bọn đạo tặc? Vị huynh đệ này đừng nôn nóng. Xin hỏi cao danh quý tính là gì? Tiểu nhân là Chu Đồng, tiết gấp của huyện Vận Thành. Vì phạm tội nên bị đẩy đến nơi này. Tối qua đưa tiểu nha nội của tri phủ đại nhân đi xem thả đèn, không ngờ bị tên Lý Quỷ hại chết. Hiện giờ hắn đang ẩn náu trong quý trang, mong quan nhân hiệp lực truy bắt hung thủ để dâng lên linh hồn người chết trên trời. Đến gia trang của ta. Nào nhanh lên, xin mời vào trong nói chuyện. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Tại hạ họ Xài tên Tiến, giang hồ gọi là Tiểu Toàn Phong. Thì ra là Xài đại quan nhân. Hân hạnh, xin hãy nhận một lệnh của Chu Đồng. Không dám. Nào xin mời Mỹ Nhiệm Công vào trong nói chuyện. Từ lâu đã nghe danh đại quan hạ mình trọng dụng hiền tài, là người có dòng dõi hoàng tộc. Chu Đồng đây chỉ là người thô lỗ, nào dám phiền Xài đại quan nhân đứng ra tiếp. Xin ngài hãy vào trong bắt Lý Quỳ ra đây giao cho tại hạ, để tại hạ đưa về quan phủ chịu tội. Chú huynh, chuyện tiểu nha nội rơi xuống vực thẳm mà chết, ta cũng có nghe nói. Quả thật đây là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tuy đó là lỗi của Lý Quỳ, nhưng hắn đâu có cố ý. Cho nên mong chú huynh tha cho hắn lần này. Không được, tiểu nha nội vì hắn mà chết, tại hạ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Xin ngài mau chóng giao tên đó lại cho tại hạ. Chu huynh, chắc huynh không biết, tổ tiên của tại hạ xưa kia có Trần Kiều có công nhường ngôi, cũng được tiên triều ngự ban đan thư thiết khoán. Cho nên bất kỳ kẻ nào phạm tội tày đình trên thế gian này, chỉ cần trốn trong gia trang của tại hạ, thì ngay cả quan phủ cũng không dám đến tìm. Và lại từ nhỏ tại hạ đã thích múa đao luyện kiếm, thích kết giao với các hảo hán trong giang hồ, cho nên cũng có mối thâm tình với các vị anh hùng hảo hán khắp nơi. Dù gì thì Lý Quỳ cũng là một ái tướng dưới quyền của Tống Công Minh ca ca ở Thủy Bạc Lương Sơn. Nghe theo lệnh xuống núi, đến tạm trú tại gia trang của tại hạ, làm sao tại hạ có thể để huynh bắt hắn đi như vậy? Ca ca, tiểu nha nội đã chết, huynh về đó làm sao ăn nói với người ta? Chi bằng theo mọi người lên Lương Sơn đi. Im đi, ngươi. Ca ca, xin đừng tức giận. Tránh ra, gọi Lý Quỳ ra nói chuyện với ta. Được, nếu tiết cấp ca ca muốn gặp Thiết Ngưu thì Thiết Ngưu ra mặt là được chứ gì. Thiết Ngưu, tiết cấp ca ca, Thiết Ngưu vô tình hại chết đứa bé. Nhưng nói gì đi nữa thì đứa bé đó cũng do Thiết Ngưu hại chết. Nếu huynh vẫn chưa nguôi giận thì chém Thiết Ngưu một đao đi. Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ca ca, nếu ca ca muốn giết Thiết Ngưu, chi bằng giết luôn cả Lôi Hoành đi. Ca ca, nói ra thì trận phong ba này do Lôi Hoành gây ra. Từ lúc đệ lên Lương Sơn, ngày đêm tưởng nhớ huynh trưởng,
nên mới xin phép Tiểu Thiên Vương và Công Minh ca ca cho phép đệ xuống núi, rủ theo quân sư và Thiết Nhu cùng xuống đây mời huynh trưởng lên núi. Nào ngờ lại gây ra trận phong ba lớn như vậy. Nếu huynh trưởng không tha cho Thiết Nhu, thì xin hãy chém luôn Lôi Hoành. Hiền đệ, Chu huynh. Ý của Thiết Ngưu chỉ là muốn khuyên Chu huynh lên núi. Một khi Chu huynh đồng ý, hắn sẽ thả Tiểu Nha Nội ra ngay. Nào ngờ nhất thời sơ suất nên đã đoạt mất tính mạng của Tiểu Nha Nội. Nhưng Chu huynh yên tâm, sau khi về Lương Sơn nói rõ sự tình, thế nào Tiểu Thiên Vương cũng sẽ trách phạt hắn. Nhưng chuyện đã tới bước đường này, hiện giờ Chu huynh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giờ hết cách rồi. Ý của chúng tôi là vậy, mong Chu huynh cho chúng tôi được toại nguyện. Quân sư ca ca nói phải lắm. Huynh theo chúng tôi lên núi đi. Ca nói phải lắm. Huynh theo chúng tôi lên núi đi. Huynh đệ, ý tốt của đệ ta đã nhận. Thôi, giờ ta cũng tiến thoái lưỡng nan. Được, ta theo mọi người lên Lương Sơn vậy. Ca ca nói thật chứ? Đừng lừa dối Lôi Hoành đấy. Nếu muốn ta lên Lương Sơn thì ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Muốn ta cùng lên Lương Sơn cũng được, nhưng có chết ta cũng không đi cùng với hắn. Cái tên này không biết điều gì hết. Ngươi, ta đã đền lễ cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ca ca bớt giận. Nếu ta không để tình huynh đệ Lôi Hoành của ta, thì ta đã không bỏ qua cho ngươi rồi. Tránh xa ta ra. Hôm nay coi như ta tha cho ngươi. Ta không cần ngươi tha. Không phục hả? Ăn hai dìu của ta đi. Lý Quỷ. Ca ca bớt giận. Tiểu Thiên Vương và Công Minh ca ca đang ngày đêm trông ngóng, đợi chúng ta sớm ngày đưa Chu huynh lên núi. Hay là như vậy đi, Chu huynh cùng ta và Lôi Hoành huynh đệ về sơn trại phục mệnh trước. Cứ để Thiết Ngưu ở lại phủ của Sài đại ca, giúp đại quan nhân giải quyết công việc, sau này tính tiếp. Ca ca, Thiết Ngưu không biết xem sổ sách, cũng không biết làm ruộng, ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, không được đâu. Ca ca, tính tình Lý Quỷ lỗ mãng, huynh đừng trách. Cũng tại chúng ta làm sai trước. Và lại hiện giờ huynh ấy đang tức giận, hễ gặp đệ là muốn động đao động thương, đâu cần khổ vậy. Đệ cứ ở lại trong phủ này đi, dăm bữa nửa tháng gì đó, đợi huynh ấy bớt giận rồi quay về sơn trại cũng chưa muộn. Đừng qua trong 10 ngày, 半个月, 等他气消了. Nếu quân sư ca ca đã nói như vậy thì Thiết Ngưu cũng đành tuân lệnh. Ca ca, các người về Lương Sơn đừng vui vẻ thoải mái quá rồi quên đi đón đệ đấy. Ta còn sợ đệ lại gây ra họa gì ở đây nữa cơ. Yên tâm, chưa tới một tháng nữa ta sẽ quay lại đây đón đệ về. Phải chờ đến một tháng sao? Thôi, đưa Chu huynh lên núi đi. Đừng giận nữa. Rượu ngon. Nào, uống đi Thiết Ngưu. Rượu này ngon thật đấy. Vậy uống nhiều vào. Để ta rót. Lão gia, để nô tỳ rót ạ. Để ta. Để nô tỳ. Đã nói là để ta. Sài đại quan, ở đây sao nhiều quy tắc quá. Ngài bảo bọn họ lui ra đi. Bọn họ đứng ở bên cạnh, mở to mắt nhìn ta. Ta cảm thấy không thoải mái. Được rồi. Nghe theo huynh hết. Các ngươi lui xuống. Dạ, lão gia. Đại quan, uống bằng chén nhỏ không đã, đổi bát lớn nhé. Tùy huynh. Đại quan, Cao Đường Châu vừa mới gửi thư khẩn đến.
我该怎么办？giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? 大官人。đại quan, có chuyện gì vậy? 这出什么事？ngài làm gì mà cứ như bị lửa đốt vậy? Thiết Ngưu, ta có một thúc thúc tên là Sài Hoàng Thành, sống ở Cao Đường Châu, hiện đang lâm trọng bệnh, e là không qua khỏi. Thúc thúc ta không có con cái gì hết. Giờ cho người đưa thư đến, bảo ta lập tức về Cao Đường Châu để gặp mặt lần cuối. Vậy sao còn không mau đi đi? À, còn à gì nữa? Đi Cao Đường Châu ngay đi. Giờ thu xếp đồ đạc, nhân lúc trời còn sáng, mau lên đường đi. Huynh đi với ta không? Đại quan ơi, gia trang của ngài rộng lớn thật, nhưng mà bốn phía đều che chắn bằng tường cao. Thiết Ngưu bị giam lỏng trong này, buồn đến sắp chết rồi. Thiết Ngưu đi cùng với ngài nhé. Vậy thì tốt quá. Có huynh đi cùng, ta cảm thấy yên tâm hơn. Chẳng phải sao? Đoạn đường từ đây đến đó xa như vậy, lỡ trên đường gặp phải bọn cướp hay gì đó, có hai cái rìu của Thiết Ngưu đây thì đảm bảo Sài đại quan nhân sẽ bình yên vô sự. Tốt lắm. Hiền Điệt, Hiền Điệt, cháu về rồi đấy à? Thím. Tên Cao Liêm Chi Phủ tân nhậm của Cao Đường Phủ này là huynh đệ thúc bá với Cao Thái Úy ở Đông Kinh. Hắn ỷ thế cậy quyền huynh trưởng của hắn, gây ra nhiều tội ác ở vùng này. Hắn còn có một người em vợ tên là Ân Thiên Tích, cũng ngang ngược không kém. Tên Ân Thiên Tích đó nói, nhà của chúng ta là một nơi vô cùng thích hợp. Bèn dẫn theo 20-30 tên lưu manh đến đây gây chuyện, bắt chúng ta phải nhường ngôi nhà này cho hắn ở. Xài ra chúng ta có đan thư thiết khoán của Thái Tổ Ngự Ban mà hắn vẫn dám ức hiếp sao? Thúc thúc cũng tức giận nói với hắn như thế. Nhưng tên khốn đó bỏ ngoài tai, còn bảo người đến khiêng đồ đạc. Thúc thúc đứng ra ngăn cản, liền bị hắn đá cho một cú vào ngực. Nên thúc thúc quả là một tên ác bá ức hiếp người lương thiện, cậy thế lộng quyền làm nhiều chuyện ác. Thím đừng quá đau lòng. Thiết Ngưu này sẽ cho hắn một búa, chặt hắn ra làm hai. Mọi người nhanh tay lên. Lý Quỳ, đợi đã. Giờ này không thể đợi được nữa, phải làm nhanh thôi. Chặt đầu tên khốn đó, giết càng sớm càng hay. Thiết Ngưu, huynh đứng lại cho ta. Thiết Ngưu, đây là chuyện nhà của Sài Mỗ, ta tự biết xử lý. Thiết Ngưu, đa tạ nghĩa khí của huynh. Sơn Sơn, thím,
我已请人回去取丹书。Cháu đã cho người về mang đan thư thiết khoán đến đây. Sau khi lấy được, nhất định cháu sẽ bắt Ân Thiên Tích về phục pháp. Tốt. Hiền Điệt, mọi sự trông cậy vào cháu. Các người định làm gì vậy? Đi. Hiền Điệt, hắn chính là Ân Thiên Tích. Đến đúng lúc lắm. Thiết Ngưu, nghe lời ta. Mang đi. Huynh vào nhà đợi ta. Nhà này có người chết sao? Lão già Sài Hoàng Thành thật là vô dụng. Chỉ bị đá có một cú mà đã mất mạng rồi. Chuyện này cũng đâu thể trách công tử được. Rõ ràng là số của hắn đã tận, không thể oán công tử được. Đang làm tang lễ sao? U ám quá. U ám thật đấy. Phải. Hôm nay là ngày đại tang của thúc phụ ta. Trước linh hồn tiên nhân không được gây huyên náo. Các ngươi cứ về nhà đi. Đợi cử hành xong tang lễ, không cần ngươi phải đến tìm. Ta sẽ tự cho người đến tìm ngươi. Ngươi là ai vậy? Hậu nhân của Chu Thế Tông, điện tử của Sài Hoàng Thành, người đang giữ đan thư thiết khoán. Sài Tiến, điện tử của Sài Hoàng Thành sao? Nói vậy là ở đây ngươi nắm quyền rồi. Căn nhà này ta lấy chắc rồi. Từ lâu đã bảo họ dọn đi. Vậy mà tới hôm nay còn nằm vạ ở đây khóc lóc thảm thiết. Không khí tang tóc. Sao còn không mau bảo họ dọn đi? Đúng là thứ vô lại, không coi vương pháp ra gì. Đúng là không biết phân biệt phải trái. Vương pháp. Chi huyện lão gia của Bản Châu chính là tỷ phu của ta. Ta chính là vương pháp. Ta gia hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày phải dọn khỏi đây. 3 ngày sau ta đến. Nếu còn thấy các ngươi nằm vạ ở đây thì sẽ phạt 100 trượng trước. Sau đó bắt đeo gông thị chúng. Xài gia của ta có đan thư thiết khoán, Thái Tổ Hoàng Đế ngự ban. Đừng nói là một tri phủ huyện lệnh bé còn con, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không thể làm gì được ta. Đâu tới lượt tên khốn như ngươi ở đây nói năng sằng bậy. Cút ngay cho ta. Đan thư thiết khoán. Ta chỉ biết người mà đương kim thánh thượng sủng tín nhất chính là cao thái úy nhà ta. Muốn đấu với ta hả? Người đâu? Dạ. Đánh tên khốn này một trận cho ta, để cho hắn biết thế nào là lợi hại. Muốn chết hả? Cái thứ chó ỷ thế chủ nhà ngươi, ngươi dám ức hiếp Sài đại quan sao? Hôm nay gia gia sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đánh chết tên khốn này. Ngươi là cái thứ bỏ đi. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của gia gia. Ta sẽ đánh chết tên khốn này. Thiết Ngưu. Hay quá.
Thiết Ngư. Lần này huynh gây ra họa lớn rồi. Cho dù ta có đan thư thiết khoán cũng không bảo vệ được huynh nữa rồi. Sai đại quan, ngài không cần hoảng sợ. Nếu hắn đưa quan binh đến, có cặp diều này của ta, đảm bảo hắn sẽ một đi không trở lại. Thiết Ngư, ta biết huynh có võ nghệ cao cường, nhưng Cao Liêm tỷ phu của hắn lại là chi phủ của vùng này. Huynh một thân một mình làm sao mà địch nổi cả đám thuộc hạ dưới quyền hắn đây? Ta nghĩ huynh không thể ở đây nữa rồi, hãy mau quay về Lương Sơn đi. Nếu giờ ta đi, lỡ tên cẩu quan đó tìm đến ngài để gây chuyện thì làm sao? Huynh yên tâm, ta đã có đan thư thiết khoán hộ thân, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không làm gì được ta đâu. Ta không đi, ta không chạy trốn. Thiết Ngư, nếu huynh không chịu nghe lời thì nhất định ta sẽ đến trước mặt Công Minh ca ca, kể hết những việc làm sai trái của huynh đấy. Ta đi là được chứ gì, cần gì phải lấy Công Minh ca ca ra dọa ta. Ta đi. Chính là hắn. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã đánh chết thiên tích của ta? Ra đây mau. Ta là Sài Tiến, điệt tử của Sài Hoàng Thành. Gia thúc qua đời, trong nhà đang cử hành tang lễ, nhưng ân thiên tích lại mò đến đây để đòi gia trang, rồi còn đuổi chúng tôi nên mới sinh ra tranh chấp. Ân thiên tích bảo người ra tay đánh ta. Lý Đại là khách trong nhà, thấy vậy nên đứng ra ngăn cản. Hai bên đánh nhau, Lý Đại ra tay hơi nặng nên ân thiên tích mất mạng. Vậy hiện giờ hung thủ Lý Đại đang ở đâu? Lý Đại đánh chết người, sợ bị bắt nên đã nhảy tường chạy mất rồi. Người có cái miệng tranh biện giỏi thật. Tên Lý Đại đó là khách của gia trang các ngươi. Nếu các ngươi không sai bảo thì làm sao hắn dám đánh chết người? Rõ ràng chính ngươi đã sai Lý Đại hành hung, rồi sau đó mở đường cho y bỏ trốn. Loại điêu dân không coi quan phủ ra gì. Ta thấy nếu không áp dụng trọng hình, chắc ngươi không chịu nhận tội đâu. Người đâu, trói tên này lại, áp giải về đại lao chờ xét xử. Khoan đã, ta là cháu đích tôn của Chu Thế Tông. Trong nhà ta có đan thư thiết khoán của Thái Tổ Hoàng đế Ngự Ban. Ngươi dám trói ta sao? Đan thư thiết khoán, hiện giờ thiên hạ là của ai? Đừng nói đan thư thiết khoán không có ở đây. Cho dù có bày ra trước mặt, có cao thái úy nhà ta, nếu người muốn ngươi chết, ngươi cũng khó mà sống. Người đâu, bắt hết toàn bộ người trên kẻ dưới trong nhà Sài gia này.